chào tất cả mọi người. Trong anh trình khám phá Singapore có chương trình đi du thuyền ở vịnh Manila, Singapore. Giống trong đây đường ra bến thuyền. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Để lời ăn chơi mà. Để toàn bộ cảnh. Đây là bến du thuyền. Đây nó có trung tâm thương mại giống cái sông Chao của bên Thái Lan này. Đấy. Xa xa kia là một trò chơi mạo hiểm này. Đấy. Theo chương trình sẽ có đi thuyền ngắm vịnh Manila và thăm tàu điện ngầm. Giá một chương trình như vậy là hết 50 đô la Mỹ, tương đương khoảng 2-3 triệu thì Việt Nam. Đây là đang bến chờ thuyền này. Du khách đang xuống thuyền. Bắt đầu xuống tàu này. Đây, toàn bộ đoàn này. Các bác quay phim cẩn thận nhá, sông này nó cũng sâu đấy ạ. Điện thoại nó mà nó rơi xuống là cũng khó bỏ. Điện thoại rơi xuống thì Việt Anh xuống lấy đây. Đây bến tàu là trông cảnh rất là đẹp này. Đây, thuyền đang ra vịnh Manila của Singapore. Đây. Chào các bác ơi. Nào, anh Minh ơi, chụp hình kiểu tập thể nhá. Sao ạ? C2. Tối. Ba. Ok. Rồi. Tối con nhìn nó không rõ. Đây trò chơi mạo hiểm. Rồi. Đây này. Qua một con cầu này.
cầu. Đây bạn đi đang đi dọc sông một đoạn sông Gia Vích nhỉ? Đây trên đường đang đang Gia Vích. Đây là cái sông mẹ của Singapore. Bác có thấy 10 phút trước buổi sáng không? Giống cái cảnh trung tâm thương mại gì đấy. Thanh ngồi đấy đúng như là ngồi qua cái khung cửa sổ. Đây là toàn bộ thành viên của đoàn du lịch. Và người Hoa người ta tập trung đầu tiên đến đây để người ta làm ăn buôn bán. Sông này như chỗ đoạn này nhìn giống Hội An nhỉ? À, đấy. Người Hoa họ bán hàng ở dưới đây. Đây là rất là giống Hội An các bạn. Những ngôi nhà hai tầng thấp tầng rất là giống ở Hội An. Đây là bạn Việt Anh hướng dẫn viên du lịch. Xen lẫn các cái ngôi nhà thấp tầng là những tòa chung cư rất hiện đại. Bạn thấy không? Đây là đoàn thuyết người Việt Nam nhưng có thuyết minh bằng tiếng Việt này. Hãy nhìn dãy cửa hiệu tạo nên một sự tương phản đáng yêu trên nền đường viền chân trời của một Singapore hiện tại. Cảnh ngày nay chỉ có sự xưa từng nói đuôi nhau dọc bờ sông để bán các món ăn bản địa rất rẻ và ngon. Cái khách sạn này là khách sạn mà nếu mà trong mua công thức 1 là mấy trăm triệu một đêm đấy. Đấy, đấy khách sạn rất là sang trọng đẹp. Dập đuôi nhau trơn mấy trăm triệu một đêm. Ôi, tiếng chim là hót. Nhiều chim hót đúng không Việt Anh? Đấy. Chim hót là... Cái cầu thì hơi thấp. Đây là đang đấy trên đường Gia Vịnh này, đấy buổi tối của Singapore đấy, thắp đèn sáng chưa, con thuyền này. Đây con sư tử kìa. Đấy. Đến đây mà không check in con sư tử kìa. Đấy. Sư tử buổi tối nhá. Đấy. Đấy. Tiếp theo là công ty Malayan, quê hương của bức tường Malayan gốc, để hiểu rõ về tường quốc gia của độc đáo của chúng tôi với đầu sư tử và mình cá đang cưỡi trên mỏng sóng. Đây là sư tử phun nước ấy. Singapore ban đầu được biết đến là thành phố cổ xưa tại Masjid, có nghĩa là thành phố biển trong tiếng Java. Nhưng theo truyền thuyết được ghi trong thiên niên sử Malay, hoàng tử Sang Pirautama đổi tên nó. Đầu của Malayan tượng trưng cho sư tử được phát hiện sư tử trước. Đến Singapore mà không ngắm chú sư tử này thì đúng là phải quay chú sư tử đấy. Dù rồi buổi tối mà vẫn rất nhiều người đông người check in. Để chụp ảnh biển cả nổi tiếng thế giới này tại vị trí mới của tường ngay tại vịnh Marina tuyệt đẹp. Đây mình phải ngắm con sư tử đấy. Bạn
rất là cận cảnh con sư tử nhá. Đấy. Đây là cái tòa nhà được thêm khắc từ thiện bát và đĩa. Bên cạnh tượng Merlion và tượng con của nó là một lối sống đời sống ẩm thực sa mạc và trung tâm khách sạn. Đây, con thuyền buổi tối này. Có hình con thuyền đẹp nhỉ? Nó tạo cái cảnh quan này chứ không phải là không phải mục đích là dài lên để đi khách du lịch mà biết này con nằm xíu. Đấy. Mình sang qua bên này như quay sang quay đầu á. Thì nó ra ngoài bên kia mình quay đầu. Đẹp lắm. Tí nữa sẽ quay video ngắn. Các bạn ấy hai bác lái tàu này tuổi rất là cao. Đấy, vẫn là... chung là bên này vẫn người cao tuổi vẫn phải làm. Bến tàu này cũng được biết đến như là bến tàu đèn đỏ vì truyền thuyết kể rằng một ngọn đèn con thuyền đẹp không? Sử dụng để treo tại bến tàu như một chỉ dẫn nhằm an ủi người đi biển mệt mỏi. Với một trạm buôn bán nhộn nhịp và là nơi tập trung đó với những ướt gốc đã được bảo tồn cẩn thận và bây giờ sử dụng làm thành ra. Và ngay bên cạnh là nhà Bảo Cơ, một tòa nhà bảo tồn thu hút với những năm 1960 bắt đầu là tại việc vận chuyển Singapore buổi đêm nếu mà trông lộng lẫy xa hoa chưa? Xa hơn nữa, ven sông vịnh Marina trở thành một lối đi tuyệt đẹp nổi tiếng, đặc biệt bởi vì lối đi này tự hào có một sóng đặc biệt này. Video đến đây là tạm kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn mọi người các video tiếp theo.